Rồi, xin mời tất cả các anh em ở trên Nimo TV và các anh ở trên YouTube đang xem lại. Trước đây tôi vẫn từng nói với anh em rằng là khi tôi chơi game kinh dị thì là anh em nên đóng bìm, đúng không ạ? Nhưng mà riêng trò chơi này của chúng ta nhé, thì nó có một cái điểm hay ở chỗ là không cần phải đóng bìm. Đó, lý do tại sao mà tôi chơi game kinh dị máu me mà lại không cần phải đóng bìm. Bởi vì là trò chơi này chúng ta đã ngồi sẵn trong nhà vệ sinh rồi. Cảm ơn anh em xây tơ già. Anh hiểu không ạ? Phim game kinh dị những bối cảnh lại là nhà vệ sinh và chúng ta đang đi ẻ. Ok, nên là có vấn đề gì là chúng ta tuôn ra luôn nhá, không có cần phải bỉm beo gì nữa, mệt người. Ok chưa ạ? Nhá, trò chơi này mới ra mắt ở trên cái gì, ở trên Steam vừa ra ngày hôm nay xong, nên chúng ta thử chơi xem như thế nào. Kinh dị trong nhà vệ sinh. Nghỉ đây. Rồi, ok rồi. Có phụ đề phụ điếc gì không? Chắc là ok rồi đấy. New game. Cảm ơn Quang Sater nhá. Cảm ơn Đức. Tháng 1 năm 2008 lúc 12 giờ trưa. Đây là 12 giờ trưa hay là 12 giờ đêm? Ôi ôi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Ồ. Ten Tây Cổ à, cảm ơn Sister già. Bạn đang đi ẻ trong một cái bữa tiệc năm 2008 là sao? Vâng, đây là tôi. Vâng, tuyệt vời. Đi dự tiệc nhưng mà đang giữa chừng thì tôi bị buồn đi ẻ, cho nên là tôi mò trong nhà vệ sinh. Ủa, nhà vệ sinh bên Mỹ có khác, khiếp sáng lạng nhờ anh em nhở. Khiếp, nhìn cái nhà vệ sinh này làm tôi nhớ lại cái nhà vệ sinh ngày xưa đi học cấp 3. Không biết bây giờ còn như thế không. Còn anh em Dan Bi, không biết bây giờ còn như thế không. Vậy ngày xưa đi học nhà vệ sinh trường cấp 3 đi vào phải nhắm mắt lúc mà tè, bởi vì là nó cay mắt luôn. Nó khai quá. Hay là cái gì đây? Ơ? Ôi cái gì? Mình không ngu đến mức chạm vào điện lần nữa. Cứ chạm ấy. Ồ. Ending 1 trên 12. Bạn đã tự sát. Từ bây giờ, sự bí ẩn của nhà vệ sinh không còn có thể khám phá được nữa. Game kết thúc. End game. What the fuck is this shit? Ôi rồi, cảm ơn anh em Sen. Cảm ơn anh em Sen nhé. Ôi khiếp, dạo này nhiều đại gia vào kênh tôi chơi game với đây, có đại gia đâu nét. Cảm ơn anh em BT Sách. Chết. Game nhiều ending quá anh em ạ. Đây, K2 đây anh em ơi. K2 rồi, K2 luôn rồi. Ôi cảm ơn anh em Hà. Ôi chết, hôm nay anh em này. Đây chỉ là cái sự trùng hợp thôi nhá. Tôi dặn trước luôn anh em Hà với cả anh em Sen ạ, là chúng ta không đấu nhau nha anh em nhá. Không đấu nhau. Ok chưa ạ? Hai anh em tập trung vào xem tôi chơi game, không đấu nhau nhá. Tôi phải dặn luôn bởi vì là rất nhiều lần như vậy rồi. Dặn ngay, không đấu nhau, đừng nghe lời khích bác của các anh em trên kênh chat. Rất mệt nhá. Dặn luôn. Cảm ơn Dan Bi. Cái gì, nước kiểu gì này? Sao đồ họa 3D mà sao nước là 2D? What the hell? Game làm như này hay phết nhỉ anh em nhở. Cảm ơn anh em Đào Công Hậu. Tại vì trong thần trùng bọn tôi có một số cảnh liên quan nước ấy, mà đang bí cái vấn đề hiệu ứng nước chảy ấy. Có khi là tôi bảo Vũ nhỉ. Ừ thôi thì mình làm 2D thôi. Thì game 75k thì game người ta 300k thì nước thật. Đấy, anh game Hà lại bắt đầu rồi. Thôi nhá, cảm ơn anh em Hà rất nhiều nhá anh em để. Linh Nguyễn một đêm mất máu nữa. Tức là ngày hôm qua là em vừa mất máu xong hả Linh? Thế là đêm ngày hôm nay lại là một đêm mất máu. Ôi này. Ơ cái gì ấy? Ai đã sửa nó là sao? Ơ, phòng này không đi được. Nó bảo là hết giờ phục vụ rồi.
có vẻ như có ai đó đang đi ẻ bên trong. Cảm ơn Đan Vi. Ôi ôi, cái gì đây? Chúng tôi rất quan tâm đến khách hàng của chúng tôi sẽ lại đến đây để ẻ. Đánh giá 4,5 sao. Ôi ôi, nhà vệ sinh này được đánh giá 4,5 sao luôn anh em ơi. Cái lời đánh giá ở đây là lần sau sẽ lại đến đây ẻ. Kinh đấy. Tại sao không phải đến đây để tè mà chỉ đến đây để ẻ? Bạn đã bao giờ nhìn thấy thằng này chưa? Thằng này là tội phạm chiến tranh. Ôi ôi, cảm ơn anh em Hà. Thế kia anh em Hà nhá. Cảm ơn anh em Sơn nhá. Cảm ơn anh em Hà, cảm ơn anh em Sơn nhá. Cảm ơn anh em Hà lại 999 rồi. Kỳ. Okay. Có ai đó đang phá hủy nhà vệ sinh á. Anh ơi, cho em đi nhờ cái anh ơi. Anh ơi, em biết là bên phòng bên này chưa có ai đi, nhưng em cứ thích vào cái phòng mà đang có người đi đấy. Để em ngồi cho nó ấm. Nào, anh ơi, anh, cho em đi nhờ anh ơi. Anh ơi. Mày láo nhỉ. Cảm ơn anh em Minh Diệu. Đấy, đã bảo rồi. Tập trung vào xem chơi game. Của Linh Nguyễn thôi, thằng kia nó không chịu mở rồi anh em ạ. Thôi tôi tự đi. Nên đóng cửa. Không đóng đấy làm sao? Ở đây. Anh em cho tôi hỏi này. Nếu như chúng ta đi vệ sinh, chúng ta đi ẻ mà chúng ta không đóng cửa thì cái tội này có được được quy vào dạng tội quấy rối không anh em? Nó dạng tội này có được quy vào dạng tội quấy rối không? Trắng nhỉ. Đùi trắng thế. Chúng ta soi thêm sẽ có nhìn thấy cái gì không nhá? Ơ, tôi thì có cái gì? Có cái gì? Có cái gì? Ôi ôi, trời ơi, em hay kênh của em đấy các anh ơi. Có cái gì? Bắt đầu hiện ra rồi. Cảm ơn anh em Trung Trích. Và và ôi cảm ơn anh em Sen. Ôi khiếp, toàn 999 này có chết tôi không? Đấy nhá, tôi cho anh em sâu cho anh em xem rồi nhá. Game cũng mỗi hai cái chân thôi. Game làm này là rất tốt. Cảm ơn Nhị Lang. Cậu đấy là đùi con gái á? Điền à? Mình là nam, đùi con gái nào? Anh em cứ vớ va vẩn. Nhà vệ sinh nam rõ ràng có cả chỗ đi tỉa kìa. Cái gì đấy? Bây giờ tôi phải đóng cửa à? Đóng như nào? Ông đóng như nào? Cái biểu tượng này là gì? Có đóng được đâu? Ấn C để khóc á? Sao ấn C để khóc là như nào? What the hell? Dưới vệ sinh? Rồi sao? Anh em coi game đi tí combat sau nhé. Ừ đúng rồi đấy, game Hà chuẩn. Đầu. Giờ tôi làm nào? Làm nào? À đây, ấn F để ỉa. Ỉa đi. À mình chưa chốt. Rồi, chốt. Chapter 1 tay. Ôi tiếng đéo gì đấy? Cảm ơn La Đại Phu, tiếng gì đấy? Này anh bạn, anh có giấy vệ sinh không? Bên tôi không có giấy chùi đuýt. Đéo hiểu, thằng thằng ngồi bên cạnh nhau có giấy anh em ơi.
Chết cha mày đi. Lúc tao bảo cho tao vào thì nhớ cho. À đây à. Đây. Thôi cho nó cái giấy vệ sinh anh em ạ. Mình cũng lòng tốt tí chứ. Đấy em ơi. Ôi chết, nếm trượt mẹ rồi. Ui vãi. Ôi ông ơi, tôi ném qua đằng này cho ông để cái tay khiếp nhìn trông kinh vãi chưởng. Mày là ma à? Cảm ơn anh em Diêm vừa khiếp nhìn cái tay nó trông kìa. Trông có kinh không? Từ từ. Ờ, bố đéo đưa giấy vệ sinh, bố đưa mẹ cho cái này. Ờ. Đây cơ. Này. Cái này là cái gì đây? Cảm ơn em chung. Kinh phết đấy chứ. Yeah. Ừ. Đấy coi. Thôi mày tầm tạo cái này nhá. Ừ. À từ từ. Từ từ. Cái này đéo cho. Sạch đéo cho. Cho bẹ giấy. Không không cho giấy này à. Thôi đưa nó cái giấy này nhá. À. Chùi tạm đi. Cảm ơn anh Minh Đức. À nó cảm ơn tôi rồi. Ấn C để khóc á. Ok. Sao tự nhiên lại mình lại thành khóc đi kia. Ok. Bây giờ hơi à. Tôi nó khóc anh em ạ. Ôi thằng kia nó gửi cho mình cái tờ giấy. Nó bảo là đừng có ra khỏi đây. Hình như là anh ấy trả ơn cho tôi rồi. Cây khế mẹ rồi. Ơ. Đừng có rời khỏi đây. Là như nào? Nó còn viết lên giấy vệ sinh mới kinh chứ. Mày chùi cho vậy mày. Vãi trường. Rồi sao? Có nên nghe lời nó không anh em ơi? Tôi có nên nghe lời nó không? Anh này có phải tốt? Ờ, móng tay của mình còn là móng tay của nữ mà. Ơ, thế thì đéo được nhỉ? Tôi chả hiểu. Ẻ như nào? Thôi chết, thôi ngồi lại đi. Khóc. Không ẻ được. Làm gì có nút ẻ. Ấn E để ẻ à? Ừ mà giọng tôi giọng con trai mà. Ngồi trong này khóc à. Không ẻ được. Nó bảo là ấn ép bên này có ẻ được đâu. Mà thằng này còn không chùi luôn à. Anh ơi. Mày cứ ra thì mày sợ gì. Cứ ra mẹ sợ điếu. Cứ ra đi làm gì nhau. Cứ ra đấy. Cái tờ giấy của thằng kia nó đã đưa tôi đâu rồi. Ơ sao nó cứ có right click to zoom kia mà còn thấy tờ giấy đéo hay lỗi mẹ game rồi. Tổ xuống chơi game bắt lỗi rồi. Có thấy tờ giấy đó đâu mà. Chúi ra đi. Và vật. Ông định. Này. Thằng khốn nạn. Mày định bắt tao ở trong này ngửi. Ngửi ngửi xít cho mày à. Hả. Hả. Ô cái gì đấy. Đừng cho bọn chúng thấy kêu. Cái gì. Hãy nhúng ướt cái tờ này. Hả? Ôi nó còn bảo tôi là hãy nhúng ướt cái tờ giấy này. Nhưng nó viết một cái ký tự bí mật hay là một cái hình vẽ giấy bí mật anh em ạ. Tôi cần phải làm ướt nó thì mới có thể đọc được. Ok. Làm ướt như nào? Làm ướt như nào? Thả mẹo đây thôi. À đây. Rồi. Được chưa? Cái gì kia? Biểu tượng kia là gì? Anh em. Cái gì tích tích cái gì đấy? Cái gì đấy? Khiến cho hắn ta rời khỏi đây. Biểu tượng này là cái đéo gì anh em? Tôi chả hiểu cái gì. Ôi cái gì? Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi,
là điều gì đây? Bạn đã bị nghiền nát bởi một con ten tây cờ. Tổ sư nhìn trông kinh vãi. Bây giờ tôi phải làm nó để sống được anh em ạ. Xúc tu nhìn ghê vãi trưởng. Nhưng mà anh em có dịch được ra cái dòng mà thằng kia nó bảo tôi là gì không? Đây mới là mẹ chị thành tinh. Ừ. Leo lên bồn rửa mặt á. À tức là ý thằng kia là mình leo trên này gì? Nhưng leo trên này có làm được cái gì đâu? Ví dụ là mình có thể nhảy vào trong này không? Tôi không nhảy vào được. Ở trong phòng này nó có một cái chữ là thách cái mẹ gì đấy, tôi không biết. Nhảy lên rồi, đây. Nhảy bồn rửa tay rồi xong sao? Không làm gì được nữa. Ông đứng theo cái góc ở trên hình à? Thôi rồi, bây giờ mình cứ từ từ đã. Đi 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 vào đã, làm lại loại lúc nãy đã. Chắc nó mới được anh em ạ. Rồi, khóa cửa. Ok. Anh ơi, xin giấy đi anh ơi. Hóa ra anh là người tốt anh em ạ. Anh là người tốt, mình không nên làm những cái trò bẩn thỉu. Cảm ơn Diêm Vương. Đây đây anh ơi, giấy toilet của anh đây. Anh em Khang Phùng donate không cảm ơn. À thế à, cảm ơn anh em Khang Phùng nhá. Thank you anh em Khang Phùng rất nhiều nhá. Kêu anh em, anh có lấy thêm không anh ơi? Này, lấy tiếp không anh? Anh ném cho em tờ giấy luôn đi. Rồi, đừng có rời khỏi đây. Ok xong. Sao nó thằng này nó lại bảo là mình không biết đọc được thì đéo được nhỉ? Mình là người không biết đọc à? Tổ sư. Ra đây. Ném cái tờ cái giấy kia ra đi. Ơ sao này nó không ném tờ giấy ra nữa? Anh ơi. Ném lại tờ giấy ra đúng rồi đây rồi. Đây 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 cái góc đây đúng không? Ờ mình kiểu thất học à? Đây đúng góc này đây, nhìn vào trong đúng không? Đừng có để bọn... Đừng để bọn chúng thấy đây. Xong như nào? À đây 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 đây. Bọn chúng đang xem. Ôi mẹ thao chúng ảnh kia. Thế điều nào? Có thao chụp ảnh tôi ý. Selfie à? Mà cửa nhà vệ sinh biến mất rồi. Bắt hắn rời khỏi đây. Ảnh gì đây? Cái đi... Anh ơi, có thằng mất dạy đã chụp em anh ơi. Mẹ nó không kéo quần lên à. Tổ sư, anh ơi. Chapter 2, đường ống nước. What? Cái gì đấy? Nó đùa đâu? Cái gì đấy? Thằng nào đập... Thằng nào gõ cái gì vào đường ống nước hay sao đấy? Ủa? Ven đâu? Ven đâu? Chỗ nào mà anh em bảo ven? Ven nào? Ở đây ven đây, đây đây đây. Chú. Cái gì đây? Giết hắn ta. Lựu đạn. Ui dồi ôi. Mẹ con quái vật vào đây. Con chó quái vật vào đây. Mày vào đây. Bố chơi mày luôn. Mày vào đây. Giỏi mày vào đấy bọn tao cái. Vào đây. Anh mày chơi mày luôn. Anh mày không biết tại sao trong nhà vệ sinh có quả lựu đạn. Nhưng mà mày vào đây mày chết vì anh. Anh được luôn một câu cho nhanh. Giỏi mày vào đây. Bồn nào bồn nếu à? Không lẽ là giết thằng kia? Nhưng mà anh này là người tốt mà. Từ từ tôi xem là có cái gì không đã. Từ từ có dòng chữ gì ghi trong này ý. Từ từ tôi xem đã. Cái bánh là sự lừa dối á. Sao ở trong này cái này có phải là một câu kiểu thành ngữ hay là tục ngữ gì của tiếng Anh không anh em? Nó ghi là cái bánh là lời nói dối. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là ý nó muốn nói là thằng này nói dối mình hả? Chắc thằng này nói dối tôi đúng không? Thằng mất dạy. Mày dám nói dối tao.
Bố lão lều à? Xem bên này. Bố lão à? Hả? Bây giờ làm sao? Ôi, cái... Bạn đã tự sát vì đéo ném lựu đạn cho nó nhanh. Vâng. Tuyệt vời. Yêu hiểu bình tĩnh thì tao rút chốt tao đến đã chứ. Ghép với chàng khủng. Bố tổ sư. Bình tĩnh nào. Cảm ơn Phong Vũ Hoàng. Ừ, căn bản là như thế, tôi chơi counter, strike, chơi half-life là mình cứ thoải mái, mình rút xong chốt không sao mà. Chứ đau cháu không cái gì lại. Bực cả mình. Ném ta tờ giấy ra đây nhanh lên thằng kia. Rút chốt đếm giây nhưng nhầm thuốc. Ừ, thằng này nó không giống như Half-Life nhỉ. Chuẩn anh em Phong Vũ. Ơ kìa. Ném ra đi. Rồi. Ném tay xuống nước. Ok. Ok. Rồi. Ướt. Rồi, ok. Lên đây có cái này luôn. Ok. Máy chụp ảnh tao đi. Rồi, tốt. Có cái đồng hồ ở trên anh em ơi. Có một cái đồng hồ trên này. Ấn quy để khiến nó nhìn vào tôi là sao? Đồng hồ này có ý nghĩa gì? Chắc là đồng hồ TikTok. Được rồi, lên đây lấy ớ. Đâu nhỉ cái tờ? À đây 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 đây. Ơ cái tờ để mở cái ven đâu? Là thế nào nó mở cái ven ra anh em ơi? Sao đây nó mà có mở cái ven cơ mà? À đây, xem ảnh. Rồi, xong thế nào? À đây, chapter 2 đây rồi. Ven đây rồi. Phải đợi nó hết cái tiếng gõ này đã. Vẫn chưa mở. Vẫn chưa mở. Rồi. Rồi, ok. Giết thằng ta, ok. Em chơi anh luôn. Anh ơi, em xin lỗi anh nhá. Nhưng mà duyên chúng ta chỉ đến đây thôi. Ô, cái này à! Bạn đã bị đuổi khỏi nhà vệ sinh bởi vì phá hủy. Gì khó lắm anh em. Con chó game làm khó ném thế. Ném kiểu gì? Bố sư. Ờ ném mẹ xuống đất nhở. Đúng rồi, mình phải ném xuống đất chứ. Ừ, đừng ném bên trên, không ném ở đâu. Ném xuống đất. Đúng rồi, phải ném dưới gầm. Anh em nói chuẩn đấy. Cảm ơn Phan Giang. Rồi. Chú vội quá không vội. Con tentacle nó vào nó quấn cho người chú vậy. Nát hết người thì cháu mới vã vẩn. Được rồi. Anh ơi.
Ném em anh ơi. À đấy, chả cần đâu. Mình luôn này cho nhanh. Này nhanh hơn này. Cái đồng hồ kia tôi không biết là giải quyết vấn đề gì nhưng mà. Cái mẹ đi. Rồi. Chapter 2 luôn rồi. Đứng đây đợi nó luôn đi. Chụp cái ảnh cái gì? Speedrun luôn, speedrun luôn. Rồi. Ném dưới đất đúng không? Đây nó bảo này, ấn chuột bên phải để rút cái chốt ra. Mẹ, vấn đề là game nó không cho chúng ta tạo thành một cái đường để ném, anh em hiểu không? Tôi đang đéo rõ là làm sao để ném ấy. Hay là làm như nào? Đây 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 con chó đây rồi. Xác định đi anh. Em xin lỗi. Ơ. Bạn đã giết đồng đội của bạn. Bây giờ bí ẩn nơi này không thể được giải. Vâng. Đấy. Ném lựu đạn sang phòng bên cạnh đấy. Anh em vừa va vẩn. Thằng đấy là đồng đội của mình mà. Chắc là phải ném vào cái phòng này này. Phải ném sang cái phòng out of order đấy này. Thì mới được. Khổ anh kia còn đang ẻ. Không biết đã chùi xong chưa. Tự nhiên có thằng mất dạy ở phòng bên cạnh có thả lựu đạn vào. Thật. Ngoài đời chúng ta có bạn đồng môn đúng không? Trong game chúng ta có bạn đồng ẻ. Thật. Anh em. Ném vào bức tường chỗ đồng hồ nó sẫm màu hơn chỗ khác á. À, ném vào bức tường chỗ đồng hồ à? Được, để tôi thử. Tớ cho kia nó chùi đoét đã. Rồi. Ném vào chỗ đặt đồng hồ đây đây đây. Chỗ này đây không? Ý anh em là cái chỗ này. Ừ, tường nó bị đậm lên đây đúng không? Đúng ấy. Chắc để phá cửa. Ném giấy ra anh ơi. Rồi. Chụp ảnh anh ơi. Rồi. Đưa ảnh ra anh ơi. Rồi. Very good. Ven anh ơi. Nhanh bạn ơi. Speedrun bạn ơi. Đúng là cái chỗ này nó đậm hơn thật. Speedrun luôn. Nhoanh. Ơ, anh bảo có cái gì cho anh không kìa. À, đưa anh quả lựu đạn. Đưa anh ấy quả lựu đạn. Anh ấy xin lựu đạn mà. Đấy. Ơ, đây anh ơi. Ơ kìa. Ơ. Thế anh không lấy gì? Anh ấy đòi làm giấy thế? Lại giấy nữa à? Hay là máy ảnh nhỉ? Hình như phải cái máy ảnh mới được. Chắc phải máy ảnh. Máy ảnh. Anh cho anh chụp tự sướng. Ơ. Đưa tấm hình à? Đây. Điều hiểu hai thằng ở đâu xem hình nhau. Anh cũng không lấy luôn. Anh ấy không lấy. Mẹ. Rút chốt rồi đưa. Chết đấy. Không được. Đồng hồ à? Ừ, chắc đồng hồ. Đúng đấy. Cũng không phải. Thôi, tôi cứ ném này đi. Giết anh ý là mình bị thua, không được. Rồi. Nổ, tốt. Cái gì đây? Anh kia vẫn giơ tay em kinh chứ.
hãy giả vờ là có cái lỗ ở đây và hãy đi vào hư không. What? Tấm giấy Kinhim à? Cái tấm giấy Kinhim đâu nhỉ? Tôi ném mất mẹ cái tấm giấy Kinhim rồi. Thôi tôi đi vào đây. Em chào anh nhá, anh ở đấy mà đợi nhá. Chapter 3 dìu à? ACE. Ấy à, tôi phải lấy cái dìu anh em ơi. Chỉ dành cho cửa vàng á. Làm sao tôi lấy cái dìu đấy rồi? Cái gì đấy? Sao có vỏ chuối đấy? Ờ, bạn trượt vỏ chuối đập đầu xuống đất chết. What the fuck is shit? Mày khuyên mày cho khủng. Bó tay thật nghìn lẻ một cách chết à? Nó không cho mình tua anh em ạ. Nó có bắt tôi phải speedrun nhục chứ. Hey buddy, any chance you got some toilet paper? Có hai trái lựu đạn á. Bây giờ mình phải nghiên cứu xem mà có thể thằng kia nó giơ tay ra nó đợi mình đưa cái thứ khác anh em ạ. Tại phần sau ấy, sau khi sang bên kia rồi là mình sẽ có một cái thứ khác. Nên vấn đề bây giờ đưa thứ gì cho nó thôi. Lát anh đưa thằng kế bên cuộn giấy ở trên lỗ thông khí à? À, thế hả? Ok ok ok, cuộn dưới lỗ thông khí hả? Ok 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 ok. Được rồi, cuộn giấy trên lỗ thông khí. Ok. Cuộn giấy trên này. Rồi, được 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 được. Đưa mấy cái lon thử xem anh nhá. Tôi là con trai mà, nhưng mà chính là chúng ta là con trai làm đéo có lon. Anh em bị làm sao đây? Rồi anh giơ tay ra rồi. Rồi. Đây hả? Ừ đây 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 đây. Thử xem nào. Không phải. Thằng này khô lắm. Nó không lấy đâu. Lựu đạn thôi. Ish. 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 Được rồi. Chúng ta phải tránh này ra nhá. Ôi phim thì hay này. Fuck you excuse me. Phần 2 là phần 1 là fuck you, phần 2 là fuck you excuse me. Phim hay thế. Đây là luật trong nhà vệ sinh, không được phép nhảy. Ờ. Mẹ. Ô. Đây rồi. Ui mẹ cái gì đấy? Ui vệ sinh đâu có gì máu mè cái gì kinh này. Bên trên cái chỗ cái gương ghi chữ là dòng chữ đáng sợ. Hả? Ui mẹ của em nào chết kìa. Đây là cái toilet tồi tệ nhất ở Scotland, ở trên đầu lâu có số 9 anh em ạ. Số 9 hay là số 6? Đây là số 9. Trên tay đầu lâu có hình ending 69 anh em ạ. Vâng. Hiểu hiểu. Cái gì đấy? Số pat 701924. Ở chỗ này đéo có giải kiểu gì. Không được trượt vỏ chuối anh em ạ, trượt vỏ chuối là chết. Hay là đưa cho anh kia cái này nhỉ?
Cảm ơn em Hải giấu tên hay đưa cho anh kia cái này. Tôi lại nghe tiếng tích 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 kìa. Từ từ, cái cánh cửa nó yêu cầu chúng ta phải có pass nhá. Để mở vào phòng nhân viên cái xem nào. Các anh chị nhân viên ơi, cứu em, các anh chị nhân viên ơi. Ờ, đây là nơi rất tốt để phát hành bản DLC cho game. Vâng, tuyệt vời. Một tràng pháo tay cho dev game anh em. Tự gợi ý luôn là chỗ này sẽ là DLC. Một ý tưởng tốt cho thần trùng. Sau này sẽ có những cái cánh cửa mà anh em ấn vào sẽ bảo là trông chờ DLC tương lai. Cái gì đây? Bữa tiệc này yếu ra cái gì? À, ok. Này là sao? Ôi ôi, password anh em ơi, giúp tôi password anh em ơi. Password anh em ơi. Password là cái gì? Cảm ơn em Phan Giang. Ôi, ấy sai chết đấy. Sai là chết đấy. Bây giờ việc đầu tiên là mình phải làm nào để lấy được cái rìu ra đã. Chỉ dành cho cửa màu vàng là sao? Ừ, nhập sai chết lại, chết lại đấy. Mệt lắm. Không chơi đâu. Để tôi thử mang cái tấm ảnh này vào cho thằng kia xem sao. Anh ơi, anh xem giúp em nhá. Không phải. Hay lấy máy ảnh ra chụp nhở? Ơ? Ơ kìa. Sao tối tối om này? À đây. Lấy máy ảnh ra chụp thử. Màu xanh lá số 9. Ờ à, đúng rồi, màu xanh lá là số 9. Đúng 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 đúng. Màu xanh lá là số 9. Cái này là chữ gì đấy nhưng mà nó bị cắt đúng không? Khó hiểu. Được rồi, màu xanh lá là số 9. Đúng đấy. Được rồi, màu xanh lá số 9 nhưng mà có tận lắm màu này, 6 màu cơ. Liệu có cái số nào đâu không nhỉ? Hai quả chuối nên vàng là số 2. Ơ đúng. Hai quả chuối nên vàng là số 2. Nhưng mà ở đây có hai cái vàng anh em ơi. Theo anh em là quả chuối là màu vàng hay là màu cam? Ừ đúng đấy. Cái màu này là màu cam chứ phải màu vàng đúng không? Ờ thế màu đỏ chỉ có một. Đúng rồi, màu đỏ chỉ có một chỗ màu đỏ đúng không? Ở đâu? Không phải. Bao nhiêu cái màu đỏ này mà. Nào nhỉ? Vàng số 2 à? Ờ được rồi, vàng số 2 nhé. Gì nữa? Hay là Scary Tech để chúng ta đọc số thứ tự ở trên cái Scary Tech này. Bao nhiêu chữ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay là màu đỏ là 9? Bởi vì chữ Scary Tech này bao gồm có 9 ký tự. Xanh dương số 8 trên đầu lâu. Xanh dương số 8 trên đầu lâu á? Làm gì có? Đâu? Trên đầu lâu làm gì có số 8 nào? Anh em nhìn đâu ra số 8 trên đầu lâu đấy? Có số 9 mà. Số 8 trên đầu lâu. Em hiểu. Nhìn có gì ra 8 đây? 9 mà. Danh mục bảng luật có 6 luật. Ừ thì 6 luật nhưng mà ờ ừ, hay là màu xanh nước biển là 6 bởi vì là có 6 luật.
Ừ đúng, 6 cái màu xanh nước biển. Vậy màu xanh nước biển là 6. Được rồi. Chúng ta còn màu cam và màu hồng. Có đồ dưới cái xác á. Làm đéo có đồ gì. Không có đồ. Không có đồ gì nhá. Đây có một cái chân của cái nhà vệ sinh thôi. Cam là 4 chữ acid. Đâu, acid màu đỏ, chữ màu đỏ mà anh em. À, acid, acid. Cái màu này là màu màu đỏ đúng không? Anh em nhìn nó màu cam thế thôi, bởi vì là hình như là do tôi đang bật kế sao vậy, tắt cái này đi xem nào. Đấy, cái này nó mới ra màu đúng này. Mẹ. Acid này nó theo như tôi nhìn nó là màu đỏ ấy, không phải màu cam đâu. Bức ảnh đưa cho thằng kia có số á. Bức ảnh đưa cho thằng kia có số là bức này hả? Số 9 đây. Chính là số 9 đây. Sao? Anh ơi giúp em anh ơi. Anh giúp em với. Em ơi. Ui nó ra rồi. Mẹ chậm quá, nó ra rồi. Khổ. Được anh ơi. Đếm tổng số trong các con số. Đếm kiểu gì? Mẹ game khó thế. Game đúng cho chó chơi. 265919 thử đi anh sai làm lại. 265919 à? Ảnh chụp mông có số 2 màu hồng à? Ok ok. Ảnh chụp mông có số 2 màu hồng hả? Được nhanh anh ơi. Nhanh cho em speedrun anh ơi. Đâu số 2 màu hồng trong này hả? Không, số 2 không phải số 2 màu hồng anh em ơi. Số 2 màu xanh xanh dương. Được rồi như vậy màu xanh dương là số 2. Nhớ hiểu anh em nhìn kiểu gì ra trong ảnh này có số 2 màu hồng. Số 2 màu xanh dương. Được rồi tốt. Lon nước á? Ờ đưa thấy lon nước nhở? Có khi đúng ấy. Từ từ để. Đây em có lon nước cho anh này. Có khi lon nước thật. Đúng rồi, lon nước thật. Ờ. Cảm ơn, ngon. Cho em thêm gợi ý gì đấy đi anh. Anh uống nước rồi. Tuyệt vời. Uống nước rồi phải trả người ta cục vàng chứ. Ok đấy. Mẹ cái thằng này. Mẹ nó lại đòi tôi cái khác anh em ạ. Thằng mất dạy. Được rồi. Màu xanh này là số 2. Ok. Màu này là số 9. Ok, hai cái này là chắc chắn rồi này. Hai quả chuối là hai màu vàng, ok chưa? Mở lại cái này nhá.
Vẫn là số 9 này. Thằng nhân vật chính nó còn bảo là nó nghĩ rằng là trong nhà vệ sinh nữ là thường là tường phải là màu hồng kinh. Ok nhá. Màu cam số 6 à? Sao anh em biết là màu cam số 6? Tại sao màu cam là số 6 anh em? Tại sao? 265919 à? 265918. Lốt đinh nó có số... À, lốt đinh 6 hả? À, ok. Thế tại sao cái màu... Tại sao cái màu hồng lại là 5? Tại sao lại là 1? Cái này là có 2 quả chuối mà. Đem thêm nước cho thằng kia. Có mỗi một chai nước. À đây. Ừ, đây đây đây. Còn chai... Ừ, đây 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 đây. Được, 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 được. Uống nhanh lên rồi đưa tao số ngay. Ôi nó vào rồi. Mẹ. Cay thế. Chua ở trong này là chết. Hồi lần sau ra tôi luôn nhá. 265919 đưa ra anh em chắc chắn chưa? Đưa thằng này có được cái gì đâu. Bao nhiêu nước nó cũng uống. Đi xong rồi cút ra ngoài đi. Bực cái mình. Nó tích tích là phải trốn hả? 265918 à? À, 265918. Ok, 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 ok. 265918. Được. Này chắc chắn là ok. Ra tôi nhập luôn, không nói nhiều. Ở đây còn mấy cái lon ở đây cơ. Nhiều lon lắm. Mình tranh thủ đưa tất cả những cái lon này cho nó luôn. Tôi để sẵn đây luôn. Cho thằng này nó uống vỡ bụng ra thôi. Có tích tích là phải nhà vệ sinh trốn đúng không? Ok. Đây, một này. Được chưa? Anh uống đến khi nào anh... Tiếp à? Tiếp. Phát nữa này. Uống xong chưa? Tiếp. Ông cho mày nốc đến khi mày không chịu nữa thì thôi. Tiếp. Mà. Rồi. Đây đúng không? Thêm cái lon nữa đúng không? Ok, rơi đâu rồi? Lon cuối cùng nhá. Rồi, tay ra nhanh lên. Rồi. Mày thay đổi lắm lắm. Thôi 265918 đúng không? 2 6 5 9 1 26917 mà. Ơ. Ừ. Thế thì đéo nào. Ơ. Ừ. Hay nó rơi bố kia xuống rồi còn đâu? Đấy là anh ấn nhanh quá à. Ui mẹ cái gì kia. Đây là bữa tiệc. À tôi đang ở trong bữa tiệc anh em ạ. Cảm ơn anh em Phan Giang tiệc. That's all. You're back at the party. Bạn đã quay trở lại bữa tiệc. Ừ thì sao. Thế là thế nào. Em chào các anh. Các anh ơi có quái vật. Có quái vật trong nhà vệ sinh các anh ơi. Xin lỗi bạn không có được câu trả lời, nhưng ít nhất chuyện này cũng vui đúng không? Ờ.
Oh, and I think I owe you one more ending. Here. Ending tiếp theo, bạn đã quay trở lại bữa tiệc. Không lẽ đây chỉ là một giấc mơ? Mình bỏ lỡ một cái ending rồi. Cái này you là mình walk around if you want. And then just press Q when you're bored. Cái này là mình bỏ lỡ một gì rồi? Không đi ra ngoài này, phải ở trong kia giải tiếp để biết được sự thật nó là như thế nào. Tôi nghĩ là mình vẫn chưa giải được đâu anh em ạ. Cái này mới chỉ là một ending thôi. Nó bảo luôn là mình cảm ơn anh em Quang C Tơ. Thế đó, chỉ có thế đó. Còn cái gì đã dùng đâu? Tôi nghĩ là mình vẫn còn bỏ lỡ một cái gì đấy, tôi đảm bảo. Mình phải khám phá bí mật nó là cái gì mới được. Còn cái gì còn chưa lấy? Bí mật của cái chỗ này là cái gì mình còn chưa biết. Chưa giải kia vội. Bình tĩnh đã. Quả bom đấy. Hey buddy, any chance you got some toilet paper? Ending 12 trên 12 mới là cuối cùng, mới là ending chuẩn. À, phải là ending 12 trên 12 đúng không? Tôi mới là 11 trên 12. Nó phải có một cái gì đấy chứ. Cho nổ ven hả? Ok, cho nổ ven đúng không? Thế tôi sẽ ném thử vào trong ven nhá. Được, hay đấy. Game nó phải thế chứ đâu ai làm kiểu game va vẩn. Ném thẳng vào trong ven. Được, tôi thử luôn. Tầm này sao phải nghĩ. Trong này còn có một cái chữ gì nhá. Tôi đảm bảo với anh em là trong cái phòng này có một cái chữ giấy màu đỏ nhưng mà mình không nhìn thấy hết vì tôi không đọc được. Nhưng mà chắc chắn có một cái chữ giấy màu đỏ. Thách cái mẹ gì đấy. Đây này, thách cái gì đấy nhá. Nhưng mà tôi không nhìn hết được. Chắc chắn là có cái thách. Thách gì không biết. Nổ trong phòng không được. Ném vào trong phòng này á. Ném vào cho nổ cửa gì. Thằng này đưa bao chai lọ nó vẫn. Ném luôn vào phòng này thử nhá. Trời đi. Luôn đi. Lần này tôi. Được, chơi luôn đi. Bố cái phòng khốn nạn. Đấy. Ơ. Nổ thôi mà không có xảy ra cả. Thế thì đéo nào. Sứ rất là cái này mà. Sứ rất là cái ảnh này mà. Mà còn nổ cả cái này luôn này. Thả vào đây còn nổ cả cái này luôn. Kinh chứ. Đéo hiểu. Ơ sao quả lựu đạn nữa. À quả lựu đạn nữa anh em ơi. Nó cấp chúng ta đầy đủ lựu đạn luôn. Quả lựu đạn này chúng ta sẽ là dùng làm cái gì đấy. Cho nổ cái này chăng. Ồ. Không được. Mẹ. Không được. Đấy đều đây ui. Ui giời ôi. Bố láo với tao à. Hả con chó. Mẹ con kia đâu rồi. Bố láo với tôi à. Quái chảm vật ra đây chết tôi ngay. Đập cửa này. Ơ cái cửa này thêm màu vàng mẹ rồi.
hãy... Cái gì? Hãy chăm sóc cho anh ta. Là sao? Ôi cái gì? Vâng. Sao cái đấy nó lại nổ lên như thế nào? Nó bảo tôi là hãy làm lại một lần nữa. What the hell? Anh có để ý không? Nó bảo là tôi hãy làm một lần nữa. Tức là lần sau mình lại làm nữa à? Nó bảo đu rát ơ ghen mà. Tổ sư. Khốn nạn. Vừa trò chơi. Chút nữa anh cầm dìu trốn trong toilet lúc con bạch tuộc vào. À, cầm dìu trốn trong toilet lúc con bạch tuộc vào gì? Ok. Đập cửa phòng thằng kia rồi đấy, nó giơ cái tay ra đấy. Khổ, đập cửa phòng nó toàn giơ cái tay thôi mà. Nó kêu rìu chỉ cho cánh cửa màu vàng, đúng rồi, đấy cái rìu, đúng. Cái rìu chỉ dùng để phá cửa màu vàng, đúng. Cái cửa kia đúng là thành màu vàng thật. À, đưa cái thằng đấy cho thằng này. Đúng rồi, đưa cái thằng bé con đấy cho thằng này. Vào phòng này nhá, lấy cái thằng bé con đấy xong đưa cho thằng này, chứ không phải đưa mấy cái lon, tôi hiểu rồi. Ok. Ơ? Sao bây giờ cái này nó không ấy nữa? Không, lần trước là nó nổ là bởi vì tôi ấn nút zoom lại nên nó mới nổ đấy. Chứ bình thường nó có nổ đéo đâu. Sao bây giờ nó không ra cái ven nữa? Xem hình á. Hình ném mẹ đâu rồi nhỉ? Chứ mà mẹ cái hình tôi ném mẹ đâu rồi? Hình đâu? Tôi ném mẹ cái hình đâu rồi? Khốn nạn, hình đâu? Ô. À đây. Rồi. À. Đưa cho thằng bé con kia là chuẩn. Tôi nghĩ chắc chắn là chuẩn. Lần trước là tôi ấn nút chuột bên kia để zoom lên thì tôi mới vỡ mồm thôi. Chứ còn đây nhá, đầu tiên mình thả lựu vào đây này. Rồi, nổ đấy. Boom. Rồi. Quả lựu tiếp theo. Rồi, cấp tôi quả lựu nữa. Tuyệt vời. Ra đây phá này luôn. Boom. Rồi, tốt. Mở khốn nạn này ra. Rồi. Và phá cửa vào luôn. Bố láo. Rồi. Cầm này lên. Anh ơi, này. Đéo ơi, thằng này tôi nhìn anh em có nhìn thấy rõ rồi sau mông đít nó còn lòi ra một cái. sau mông đít của nó còn lòi ra cục kít kìa. Thủ sư. Hãy đưa cho cái này nhỉ. Từ từ, tích tích rồi. Có khốn nạn mà sỏi vào đây. Có tay tê cờ mày vào đây. Tao mày sống chết mày luôn. Vào đây. Tìm hết nước đem cho thằng kia. Rửa đuýt
cho nó giống như trong bức ảnh ấy anh ơi, là như nào? Không phải anh ạ. Ui mẹ, xong rồi, nó chỉ đợi tôi ra thôi. Nào, 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 nào. Con đấy nó kinh quá. À, như vậy là không phải đưa thằng bé con cho thằng này, đưa tất cả chai cho nó đúng không? Được rồi, ở đây tôi thấy có trong phòng này có tổng cộng là 4 cái chai. Bên phòng kia một cái chai nữa là 5. Đưa tất cả chai này cho thằng khốn nạn kia. Thằng bé con bây giờ nó bảo tôi phải thích ke cho thằng đấy. Thích ke cho thằng đấy có nghĩa là như thế nào? Thích ke nghĩa là chăm sóc. Chăm sóc phải mang đi đâu để chăm sóc? Không hiểu lắm. Con đó là biểu tượng trò hề bên nước ngoài. Rửa đuýt cho nó á. Xả nước rửa đuýt á. Được, tao thử rửa đuýt nhá. Ở đây có một lon thùng sau thùng rác thật. Chắc phải tập hợp đủ lon cho đưa cho nó thật. Rồi, một phát. Hai phát. Đem con búp bê ra chỗ party à? Phát nữa. Rồi, tay ra nhấc lên. Anh mang con người lùn này ra chỗ party hả? Ok. Từ từ đã. Để tôi thả này đã. Ok. Anh ơi, con trai cuối cùng cho anh này. À, con trai bên kia nữa chứ nhỉ. Từ từ đã. Có mình có cần phải dùng quả liệu để mở này không? Vâng. Quả liệu này có cần đéo đâu. Vào đây là cái này mà. Tủ sư ghim. Sao phải mình kia lấy nó một cái lon. Nhanh lên. Ném bom vào trong ven gì? Toác ven rồi, đều có cái gì hết. Đấy nhá. Ven rồi đấy. Cầm thằng này ra ngoài party gì? Password bao nhiêu nhỉ anh em nhỉ? Password bao nhiêu anh em ơi? Tôi quên mẹ pat rồi. Pat. Hai sáu năm chín một tám. Rồi. Tôi cầm ra đây. Mẹ bù lá bù liếu, tôi cầm ra đây. Trời nhá. Lại phải sửa nữa quá. Ôi ơi trông. Lại phải rửa à. Mẹ. Vào con kia lại ra bây giờ thì. Đây.
Hồi chạy đây, tích tích mẹ rồi. Không rửa được, anh em đừng có vớ vẩn. Tôi cút đây. Ơ kìa. Ơ. And that's all. Back at the party. Ơ. Tệ mình ra ngoài đấy rồi con kia còn ra bắt mình, kinh chứ. Thế hiểu game vậy. Tại anh em cứ bảo rửa đấy. Rửa đéo đâu. Lúc đấy là tôi mang luôn ra phải là xong rồi không? Không mở phòng staff được. Phòng staff mà có chỗ mở đéo đâu mà thử mở. Ờ mà tôi đéo hiểu cho thằng kia. Thằng kia uống nước được cái mẹ gì. Quả liệu thứ hai để làm gì tôi chưa rõ luôn. Quả liệu thứ hai hay là mình mang ra ngoài bữa tiệc, mình ném vào bữa tiệc nhỉ? Đúng không? Quả liệu thứ hai tôi nghi là khi là cầm ra bữa tiệc ném mẹ ở giữa bữa tiệc luôn đấy. Để đầm cái ending khác ý. Kiểu vậy, đoán thế. Này tôi đếch cho thằng này uống nước nữa, mệt người. Mở sờ táp dùng rìu hoặc liệu. Rìu chỉ dùng cho cửa vàng được thôi anh em ơi. Đây đúng không? Ý anh em là cầm cái quả này ra phá cửa sở táp chứ gì. Đây nhá. Phá đi, phá đi. Nếu phá được. Rất tiếc. Nào, thì rửa đuýt. Đây, rửa đuýt đây. Rồi, sạch chưa? Đấy, anh em nhìn rửa sạch chưa? Vẫn cái cục kít lòi ra khỏi mông đây. Bảo ma đi rửa đuýt. Hai. Sáu. Năm. Hai, sáu, năm, chín, một, tám đúng không? Chín. Một. Tám. Rồi. Đây. Cái con kia nó ở trên này rồi. Là như nào? And that's all. You're back at the party. Bây giờ cho nổ nhá. Cho nổ nhá. Vào giữa chỗ này cho nổ nhá. Em ơi. Are you disappointed? Sorry if you didn't get all the answers, but at ba, least it was fun. 2 1 Mày láo này. Không được. Vẫn ending đấy thôi. Không được. Nhưng mà nó đặt cái con kia ở đấy chắc là phải có một cái ý nghĩa gì đấy chứ đúng không? Rìu phá cửa sờ táp được. Được, để tờ này cho test xem cái rìu có phá được cửa sờ táp không. Dìu đạp phòng sờ táp hả? Ok. Đừng nổ được ending 12 à? Toilet paper? 'Cause this shit is empty over here, partner.
Thanks. Đây. Đợi ten tay cờ ra rồi nổ chết chùm. Không, cái mày mở đấy cửa để tôi lấy cái rìu đã. Lấy cái rìu đã, sau đấy rồi mình sẽ gì. Điếu nào? Ủa mẹ, lần này nó không dĩa rồi. Lại. À, nó phải lăn ra đây. Nó phải lăn ra đây mới được. Bút sư game. Nào, phá này đúng không? À đây, phá cửa này trước nhá. Được rồi. Phá cửa start nhá. Này thì anh ơi, cầm rìu phá cửa sở táp. Anh ơi, phá được anh ơi. Rìu phá được cửa sở táp anh ơi. Này thì phá đấy. Này thì cửa sở táp ấy. Này cửa đấy. Đấy, cửa này. Thì cửa sở táp ấy. Này thì. Đấy, rìu phá cửa sở táp các bố đấy. Tôi cầm mẹ lưu đạn ra ngoài anh em ạ. Bọn mất dạy. Mấy thằng ở bên ngoài không coi như là dám bố lao với tôi. Tôi cầm mẹ ra ngoài. Rồi. Nói nhiều với tao à. Tao chơi tất với chúng mày luôn nhá. Ông chơi tất với chúng mày luôn. Ông thả đúng chỗ chúng mày đang nhảy luôn. And that's all. You're back at the party. Láo. Are you disappointed? Sorry. Cái đéo nào mẹ liệu thả ở đây mà nổ bên trong kia là sao? It was fun. Oh, and I think I owe you one more. Yêu yêu game vệ. Chán. Ném lựu vào con ten tây cờ à. And then just press Q when you're bored. Phòng nữa có dấu X, anh mang bom qua. Phòng nữa có dấu X hả? Lựu cho nổ chỗ cô gái chết. Được, lần này thử xem. Nhà anh em biết, anh em hãng nói nhá. Có đến lúc lại cứ nào là cái mẹ gì. Nào là anh ơi, dùng mẹ rìu đập vỡ cửa kia được, với lại thế này về thế kia rất mất thời gian. Tôi yêu cầu là biết thì thưa thì thốt nhá. Không biết thì dựa cột mà nghe nhá. Không có rất mệt. Mang con kia vào bữa tiệc xong đợi một lúc sẽ có end số 12 à? Tức là kiểu như mình mang nó vào thì mình sẽ biết được đấy không phải là giấc mơ đúng không? DLC. Ừ, có khi là phải mang con người lùn vào thằng này mới biết là không phải giấc mơ. Nếu không nó sẽ tưởng nó mơ. Cũng đúng. Con người lùn là kiểu minh chứng cho cái việc là những gì mình vừa mới trải qua không phải là giấc mơ mà.
đưa trái lựu đạn cho thằng kia sau khi đưa nước cho nó sờ nâu man. Tôi nhìn đã thấy là khó tin. Đưa hết nước xong lại đưa gì à? Đưa hết nước xong lại đưa đến lựu đạn à? Nghe có vẻ khó tin lắm. Anh em thấy có uy tín không anh em? Anh em thấy tin có chuẩn không? Nếu tôi thấy là khó rồi đấy. Đây, cầm sang nhà vệ sinh nữ nha. Ném chỗ con này nhá. Ok chưa? Cái đấy, con game làm ngu không tả được. Thế nó nào thả mình đi theo? Thế mình thả chỗ đấy rồi chạy ra ngoài liệu lăn theo à? Mẹ liệu dính mẹ người sao? Nốt lần này nhá. Nốt lần này tôi vào tôi thả quả liệu ở trong nhà vệ sinh nữa mà không được cái việc gì thì là tôi cầm thằng người lùn ra bên ngoài. Tôi để đấy xem là có ending 12 là cái gì luôn không đấy. Mệt cơ người. Liệu chỉ có tác dụng phá cửa thôi, nó ra vô hạn luôn. Tôi đoán là có thể ra vô hạn, tức là nó đề phòng cái trường hợp là mình ném liệu nó không chuẩn với tường ấy thì mình sẽ bị kẹt mãi trong phòng này ấy. Kiểu vậy. Chắc thế. Chỗ trên đầu cô gái có chữ gì đó? Dạ tôi đọc từ khi tôi vừa mới chơi rồi ạ. Thưa bạn Nemo 4915333744 ạ. Nó ghi ở đấy là cái nhà vệ sinh này tồi tệ nhất ở Scotland ạ. Đấy các bạn có xem không? Đọc dịch đến tuét mẹ mồm ra. Vẫn cứ có dòng chữ. Khổ. Đâu xem nào. Đây nhá. Thả lại nhá, xem nó có lăn vào người không nhá. Thả này. Ô. Thế là lần này không chết. Thế là lần này không chết kìa. Ô sư. Ê mày hay. Nào, cầm thằng này ra. Nào cho tao ra. Rồi ok. Hai, sáu, năm, chín, một, tám. Nào, xem có ending không cho nổ nó sẽ ra ending gì. Ending chuẩn đúng không? Đây. Ra đây là có con này nghĩa là mình không mơ. Được rồi. And that's all. You're back at the party. Nếu hiểu nhìn này các bạn mình đang trượt kinh. Rồi, xong rồi. Are you disappointed? Sorry if you didn't get all the answers, but at least it was fun. Đấy, nó vẫn bảo là mình không có được câu trả lời mà. Nó vẫn bảo là mình không có được câu trả lời mà. I owe you one more ending. Here. À đây, link 12/12 đây. Vẫn là như thế. Mình thoát cùng với cả đồng đội của mình. Liệu đây có phải là một giấc mơ? Đấy, ending 12/12 rồi đấy. Hay là bây giờ mình quay lại nhỉ? Tôi làm nào để tôi quay lại cái nhà vệ sinh khốn nạn này. Cho nổ mẹ đi.
Just press Q when you're bored. Dấu X trên sàn toilet trong cùng anh ơi Nguyễn Minh Hiếu. Thế à? Đó, anh em đéo ổn rồi. Tôi vào check ở trong phòng kia nhá. Anh em Nguyễn Minh Hiếu ạ, tôi nhìn rất rõ A Cao. Anh em mod cũng ghi nhớ giúp tôi nick của anh em Nguyễn Minh Hiếu nhá. Để tôi sang tôi xem có cái dấu X, tôi thả quả lựu theo lời yêu cầu của anh em Nguyễn Minh Hiếu để xem là nó có cái gì không. Quả chuối chữ chữ X đéo nào. Thế à? Quả chuối và anh em Hiếu chưa được chữ X thì kinh chứ nhỉ. À thế là anh Hiếu có, anh em Hiếu có rút lại không ạ? Anh em Hiếu có rút lại không ạ? Thấy anh em bảo đấy là quả chuối kìa anh em Hiếu kìa. Anh em Hiếu nhìn nhau kỹ kỹ tí nhá. Em hiểu sao quả chuối bố nhìn thấy dấu X được mà nhìn nhầm đã đành lại còn chát lên như đúng rồi. Thế mà kinh. Ghê thật. Cho con người lùn vào tay thằng kia Lê Ngọc Hải. May cho anh em Hải là tôi đang coi như là tôi đang không gắt đấy nhá. Chứ còn chính tay tôi là thằng đã thả thằng người lùn vào tay thằng kia mà không được. Nào dấu X. Ok. Đây đây đúng không anh em gì ơi? Dấu X đây đúng không anh em? Tôi thấy có mỗi dấu X này thôi. Ý anh em có phải dấu X này không ạ? Có dấu X. Ờ không, nhưng mà nếu mà đi từ góc này nhìn thì công nhận đó giống dấu X thật. Không vấn đề gì đâu, chắc là do anh em nhìn nó từ xa quá ra tưởng nhầm tôi mắt quáng gà không nói làm gì. Ờ, nhìn tưởng dấu X thật. Thế thì hết rồi. Vớ vẩn, chả có cái bệ gì đâu. Còn gì đâu. Nó bảo cái gì đấy? Chỗ riêng tư cái gì đã ở đây á? Pile private đã ở đây. Thế thì hết rồi. Không có cái mẹ gì đâu anh em ạ. Game nó chỉ như vậy thôi. Không có gì khác. Máy ảnh đấy, đấy nó chụp thôi. Ném bom chết con mực được á. Anh lựa góc cho cái tượng vào phòng thằng kia. Cho tượng vào phòng thằng này. Đây. À. Ơ đấy. Nó bảo là cảm ơn nhưng mà không mang nó vứt ra trả kìa. Mẹ thầy khôn lắm. Anh em nghĩ gì? Khôn lắm. Ném vào ném trả luôn. Mẹ nghĩ à? Làm liên tục á? Please don't do that again. Ờ đúng rồi. Nó bảo đừng làm như vậy nữa. Nó có vẻ bực. Ờ mẹ lần nữa xem. Ờ bố lại làm nữa đấy. Dừng lại đi. Nó bực rồi. Nó bực. Tiếp luôn. Ờ. Please don't do that again. Ờ bố lại thả. Ờ đấm đéo nhau. Bố đang chán. Ờ không được gì anh em ơi. Stop. Ờ vâng. Bạn chọc giận thằng buồng vệ sinh bên cạnh. Bị nó đánh chết.
Đấy, ending của anh em đấy. Ném bom chết con mực được chứ gì. Được rồi, tôi... Ném bom chết con mực được không? Bom nào? Có anh em cứ bảo ném bom chết con mực bom nào? Bom lựu gì? Hay là cái quả bom kia? Bom lựu nhá, tôi thử phát cuối là tôi ném thử quả bom lựu nhá. Xem có chết con tentacle không nhá. Nhưng mà trong này làm gì có nút ném đéo đâu. Nổ bom thẳng phòng bên anh ơi, long lê. Đấy, lại anh em bò lạc lại vào lại ném mẹ lại ném liệu trong phòng thẳng bên cạnh đấy. Ném từ đầu game rồi. Lấy đồng hồ bấm quy nó chĩa thẳng đồng hồ vào mặt mình. Khổ quá. Nếu không biết là các bố có xem chơi không nữa. Ấn quy đồng hồ nó quay thẳng vào mặt mình. Nhìn được giờ. Hiểu chưa? Ném không được con mực đâu anh. Anh cái gì? Anh liệu bật lửa cái nổ lên rồi đưa nó ra là ra cái gì? Mở chốt liệu đạn rồi ném vào tay thằng kia không được. Lần này nếu tôi thử ném bom mà không được nữa thì thôi, xóa game thôi. Đợi ra quả liệu tôi ném luôn. Mở hai vòi nước rồi dùng cái máy sấy tay. Sao lại mở hai vòi nước xong dùng máy sấy tay? Ơ, sao mà sao cái máy sấy tay được nối vào từ bao giờ này? Ừ nhỉ. Ôi ôi. Và bạn đã bị phát nổ chết từ cái máy sấy tay. Anh em Quang Sê Tơ rất khôn được cú lừa tôi nhá. Anh em dám cú lừa tôi. À, đúng là còn cái tô viết này. Từ từ đã. Cái tô viết để làm gì nhở? À đưa tô viết cho thằng kia. Đúng không, tự nhiên có cái tô viết này. Không phải ngẫu nhiên có tô viết đâu anh em ạ. Nó phải thế nào ấy chứ. Đây nó bảo là xin lỗi vì lần trước. Bây giờ cái bồn này đã được sửa. Tô viết để mở ven á. Ven cần gì? Ơ mở mẹ luôn ven này, không cần thằng kia luôn kìa. Ờ, đúng rồi. Yếu cả thằng kia luôn. Nhưng mà không cần nó không được. Cho nổ cửa này xem sao nhá. Phá cửa nhá. Rồi. Nhưng mà như thế này nghĩa là con quái vật không bao giờ ra đâu anh em. Như là con quái vật không bao giờ ra đâu. Bởi vì là làm gì có đồng hồ chạy. Thì quái vật ra đéo gì. Ừ. Thằng kia vẫn ở trong này. Mở hết ven à? Còn ven nào? Có mỗi một cái ven mà. Hết ven rồi.
Có mỗi một cái fan thôi. Ơ, bắt đầu rồi. Ơ, cái tôi biết đâu rồi. Ơ. Ơ, sợ mẹ ơi, tôi biết rồi. Ở đây. Cái này giống kiểu giống kiểu en ẩn nhỉ. Mình sẽ làm cái gì giờ? Cứ ra lấy cái này đi. Chém. Được chưa? Gõ cửa thằng này xem. Ờ bây giờ, mình thử cầm này xong thả xem nó có bực không. Không, nó không lấy. Thả quả lựu vào xem sao. À đây có cái ven dưới đất đây á. Không được. Game mà không có nút ngồi. Không lấy được. Chỉ được cái kia thôi. Cái này không được. Không mở được. Ven dưới ven cũ á. Đây á. Cái này là cái nắp ở trên nó rơi xuống mà. Anh em. Cái này là cái nắp ở trên lúc nãy tôi tháo này xuống. Nó rơi cái nắp xuống đây mà. Chứ đây có phải là cái ven đéo đâu. Đéo hiểu gì. Hãy cho thằng này cái này xem nó có chơi không. Please don't do that again. Kinh phết. Anh kinh phết. Thế chắc hết rồi. Tôi đoán là hết ending rồi. Đến bây giờ còn không có cả content tay cờ ra luôn thì còn ending đéo gì. Dìu không phá được cửa phòng thằng kia anh em ơi. Dìu đấy chỉ phá được cửa vàng thôi. Vào bữa tiệc ấn quy nó cho anh một cái en nữa. À tức là en này là en không gặp con kia gì. Đơn giản là em này là em không gặp con kia thôi đúng không? Ừ, tôi đoán thế. Thế thì có khi tội hết em rồi đấy. Chả có cái em mẹ nữa đâu. You're back at the party. À, vừa có cái dòng chữ đỏ gì hiện lên đấy. À không phải. Được chưa? Are you disappointed? Sorry if you didn't get all the answers, but at least it was fun. Oh, and I think I owe you one more ending. Here. Ờ vẫn là ending 11/12, không 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 có gì hết. Hết rồi anh em ạ, hết rồi. Linh Cubic, anh ơi ném bom giết con mực đi, em thề là được. And then just press Q when you're bored. Ấn Q đấy, ấn Q nó ra menu này anh em này. Từ nãy đến giờ chúng ta ra menu này vì tôi ấn Q mà. Chứ anh em nghĩ là tại sao tự nhiên tôi lại ấn Q. Ấn Q mình ra end of part 1 rồi đấy này. Part 1 của game chỉ đến đây thôi. Tức là game nó mới làm xong part 1. Bố tiên sư. Rồi. Kết thúc anh em ạ.